Xin kính chào khán giả của chương trình Sắc Màu Thời Trang. Rất vui được cùng Phước Hành chia sẻ những thông tin về xu hướng thời trang nổi bật trong các số lên sóng. Chương trình hôm nay sẽ dành để nói về xu hướng freestyle trên chất liệu đuổi linen dành cho phải đẹp. Mở đầu Sắc Màu Thời Trang hôm nay, hãy cùng dựng kiến mang thay đổi phong cách đến từ cô nàng Hana. Đuổi linen, chất liệu đậm chất Á Đông với form dạng freestyle sẽ được cập nhật trong xu hướng thời trang. Và đừng bỏ lỡ bộ sưu tập Love My Body với các mẫu thiết kế đến từ Bai Trang. Các bạn thân mến, được phái nữ rất ưu ái lựa chọn là chất liệu không thể thiếu trong mọi tủ đồ. Linen bên cạnh là chất liệu tự nhiên, thấm hút tốt mồ hôi và thoáng mát, thì đây còn là chất liệu dễ dàng sáng tạo với nhiều kiểu dáng, phù hợp với vóc dáng rất nhiều người. Vậy thì linen thú vị và biến hóa linh hoạt như thế nào? Hãy cùng gặp gỡ với Hana, cô bạn sẽ tham gia trải nghiệm tôi biến đổi ngày hôm nay. Xin chào các bạn, mình là Hana, hiện tại mình đang làm người mẫu và sinh sống tại thành phố Huế. Phong cách thời trang yêu thích của mình nhẹ nhàng, nhưng pha vào đó là một chút khỏe khoắn và năng động. Bạn muốn đa dạng phong cách, muốn phóng khoáng và thoải mái khi khoác lên mình bất kỳ trang phục nào? Linen là chất liệu giúp bạn linh hoạt biến hóa nhiều kiểu trang phục. Cùng Hana trải nghiệm và thay đổi phong cách thường ngày với những thiết kế chất liệu linen nhé. Sau phần biểu đồ ngày hôm nay thì mình thấy rất là thích thú khi mà khoác lên mình hai bộ trang phục rất là khác so với thường ngày của mình. Bộ đầu tiên là theo phong cách nhẹ nhàng, mình sẽ chọn nó khi mà mình đi du lịch, chẳng hạn như những cái thành phố cổ. Sẽ thứ hai là bộ nắng đùng phù hợp đi dạo phố, tham gia các buổi họp. Trong hai bộ trang phục mà mình biến đổi thì bộ thứ hai là khiến mình thích thú hơn vì nó có màu đúng tính, rất là dễ phối đồ. Khi mà mình kết hợp tách biệt nó với nhau thì nó cũng rất là dễ dàng cho mình phối đồ để họp hay là đi công việc hay đi chơi dạo phố. Mình rất là hài lòng về hai bộ trang phục biến đổi ngày hôm nay. Mình sẽ áp dụng nó trong cả công việc và cũng như là đời sống hàng ngày của mình. Và mình nghĩ rằng hai set này sẽ giúp mình thay đổi phong cách thời trang sau này. Có người nói, thời trang cũng giống như cách bạn ăn uống, không nên chọn chỉ một thực đơn mỗi ngày. Kỳ cảm nhận như thế nào về suy nghĩ này? Kỳ nghĩ cũng có lý đấy, và bỏ mình trong một phong cách thì sẽ còn gì thú vị nữa. Và với các tín đồ thời trang, việc làm mới mình trong nhiều thiết kế là điều khiến họ thú vị mỗi ngày. Vâng, đúng như vậy. Và trong những năm gần đây, phải đẹp có xu hướng lựa chọn những thiết kế có form dạng freestyle, trẻ trung, ấn tượng. Và đặc biệt trùng hợp khi đồng thời những thiết kế freestyle được thực hiện trên chất liệu đuổi linen vô cùng được lòng phải đẹp. Đúng vậy, với chất liệu truyền thống tự nhiên nhưng với những thiết kế hiện đại, phóng khoáng, đuổi linen trở thành một phương án hữu dụng được các nhà thiết kế vô cùng quan tâm. Mời các bạn đón xem phóng sự ngắn ngay sau đây. Những trang phục form rộng luôn mang đến phong cách thời trang mới lạ, cả tính và thời thượng. Đặc biệt, trang phục này sẽ cho bạn cảm giác thoải mái, dễ chịu. Hãy điểm qua một vài mẫu thiết kế phong cách freestyle với chất liệu linen. Trang phục với gam màu be đầy ấn tượng. Đây là sự kết hợp độc đáo giữa phong cách đăm thẳm và thanh lịch. Điểm nhấn là họa tiết vẽ hoa, điệp với gam màu tươi tắn.
thiết kế dạng suông phù hợp với mọi dạng người, kể cả những cô bạn có thân hình mụn mịn. Với phong cách mộc mạc khỏ lẫn, set áo sơ mi free size và chiếc quần short bằng chất liệu linen luôn giúp cả cô gái tạo nên một diện mạo riêng biệt. Tự do phóng khoáng chính là điểm tạo sức hút cho người mặc. Những chiếc quần suông form dáng thoải mái, dễ dàng phối hợp linh hoạt cùng nhiều kiểu trang phục khác nhau. Chiếc áo lụa baby doll kết hợp quần suông trắng tạo một tổng thể hài hòa đầy ấn tượng. Đây là item khiến nàng trẻ trung tự tin trong từng bước di chuyển. Mẫu váy đuôi cá với màu sắc tươi sáng, nhiều họa tiết tạo nên tổng thể hài hòa. Item giúp nàng hòa thân thành một cô gái kiều diễm ngọt ngào nhờ vào thiết kế khoe được đôi chân dài. Bên cạnh đó, màu sắc tôn da phù hợp với cả chị em có làn da bản mật. Linen với đặc tính mỏng nhẹ thoáng mát, những ý tưởng sáng tạo trong thiết kế, tất cả tạo nên một trải nghiệm tuyệt vời. Thiết kế tối giản hay nhiều sắc màu đều mang lại tinh thần gợi cảm, nét nữ tính rất riêng. Đây sẽ là sự lựa chọn phù hợp cho cả cô bạn vào những dịp đặc biệt hay họp mặt cùng bạn bè. Quả thực, dù là mùa nào trong năm thì thời trang cũng luôn có những chuyển biến, nhiều thiết kế mới ấn tượng được ra mắt. Vâng, cũng dễ hiểu điều đó khi mà nhu cầu mặc đẹp luôn thay đổi mỗi ngày. Và vẻ đẹp giờ đây có xu hướng trang phục rộng rãi, free size để luôn được thoải mái khi diện bất kỳ bộ trang phục nào. Bộ sưu tập lớp My Body được làm hoàn toàn bằng chất liệu linen, vẫn có cái riêng mộc mạc của chất liệu nhưng vẫn đem đến sự hiện đại mới mẻ năng động. Rất đáng đón xem phong cách thời trang lần này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Like it's easier to me. I wanna hold you in my arms tonight. Yeah, and show you what it feels like. 'Cause we could take it slow.
Like I finally noticed, I've been set free. I spent a lifetime running, fearing what I'd become if I stop playing goalie on all of my thoughts. Yeah, speaking out straight from my heart, but now I see. Oh, I see this love is taking over, breaking through my chest and overflowing. With every single beat, it pulls me closer, closer to you. I'm never gonna hold back being someone to lean on. I'll always be that two-way phone call when you need one. When everything to show it. Now my whole world's in motion. I feel like Fred in my neighborhood. Yeah. Call me and I will make sure to set you free. Clip Love My Body với những màu đến từ thương hiệu Ba Trang cũng là điểm nhấn trong chương trình sắc màu thời trang sửa này. Ngoài váy áo linen, bạn vẫn có thể lựa chọn nhiều set đồ cá tính và bắt trend khác. Và những điều đó sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật đến quý vị và các bạn. Là người yêu thời trang, đừng bỏ lỡ các số phát sóng của chương trình để cập nhật những xu hướng thời trang chuyển động liên tục. Và biết đâu, ta sẽ tìm thấy phong cách phù hợp với chính mình. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những số sau và tiếp tục câu chuyện về thời trang. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.